Đại sứ quán thường coi là tài sản của quốc gia sở hữu. Thế nhưng mới đây, Taliban đã sơn cờ trên tường Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Đây rõ ràng là một động thái đầy khiêu khích nhằm đáp trả việc Mỹ dời Đại sứ quán Afghanistan đến Qatar. Trong khi đó, một chuyên gia nhận định thất bại của Mỹ tại Afghanistan là điều rõ như ban ngày. Trong khi ngày càng rời xa Mỹ, Nga lại đang bày tỏ thiện chí tăng cường hợp tác khu vực với Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề hạt nhân, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản dự kiến họp ba bên về Triều Tiên. Iran nhấn mạnh cơ hội cho thỏa thuận hạt nhân 2015 không còn nhiều. Tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố không có chuyện kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào ứng dụng Didi. Theo sau đó, Trung Quốc cũng đã siết chặt các quy định về chơi game cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Các thông tin đáng chú ý khác, EU nắn gân Ba Lan về chính sách kỳ thị cộng đồng LGBT. Thủ tướng Anh muốn tăng thuế để gánh hệ thống an sinh xã hội. Liên Hiệp Quốc công bố đoạn phim về những ảnh hưởng của chiến tranh tại Bắc Ethiopia. Chiêm ngưỡng tháp Big Ben của Anh với diện mạo mới. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu sẽ là các thông tin về tình hình Afghanistan. Mới đây, Taliban đã sơn lá cờ màu trắng cùng với biểu tượng của lực lượng này lên tường đại sứ quán cũ của Mỹ ở Kabul. Cụ thể, theo những bức ảnh được đăng trên Twitter, hình ảnh lá cờ nền trắng chữ đen cùng với biểu tượng của tiểu vương quốc Hồi giáo đã xuất hiện trên bức tường dọc con đường và phía trước tháp canh của tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul, Afghanistan. Binh sĩ và các nhà ngoại giao Mỹ đã rút hoàn toàn khỏi Afghanistan tuần trước sau khi cuộc di tán hỗn loạn ở sân bay Kabul. Việc Taliban sơn tường Đại sứ quán Mỹ bị cho là hành động khiêu khích vì các đại sứ quán thường là nơi được coi là tài sản của quốc gia sở hữu. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác đề nghị của Taliban về duy trì mở cửa của Đại sứ quán sau khi quân đội Mỹ rút lui. Theo vào đó, Mỹ đã chuyển hoạt động của Đại sứ quán tại Afghanistan đến Doha của Qatar. Sự kiện quân đội Mỹ quyết định rút khỏi Afghanistan một cách vội vàng và hỗn loạn đã làm chấn động người dân trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế. Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này đã được đưa ra, nhận định rằng liệu quyết định di tản là đúng đắn. Song đối với ông Jack Midley nói riêng và các cựu chiến binh Mỹ nói chung, kết thúc hỗn loạn này là hệ quả tất yếu cho sự can thiệp quân sự dài hơi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ vì những sai lầm cốt lõi mà chính phủ này đã phạm phải. Ông Jack Midley, người từng phục vụ trong quân đội ở Afghanistan với tư cách là cố vấn cho chỉ huy lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF, nói với China Media Group rằng sự kết thúc đầy hỗn loạn mà Mỹ để lại cho Afghanistan là hệ quả tất yếu cho sự can thiệp quân sự dài hơi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vì những sai lầm cốt lõi mà chính phủ nước này phạm phải. Thành thật mà nói, cũng giống như việc các hoạt động quân sự không có kết thúc tốt đẹp, thì các thể chế mà chúng tôi cố gắng xây dựng cũng không thể thành công. Nói đúng hơn là sụp đổ gần như ngay lập tức, ngay sau khi quân đội rời đi. Đây là kết quả mà không ai mong muốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó là kết quả đã được dự báo trước. Theo ông Midley, những nỗ lực nhằm thay đổi hoạt động của chính phủ Afghanistan, chẳng hạn như trong hệ thống quản lý nhà tù và tư pháp, đã được nhìn thấy trước là sẽ kết thúc vô ích. Ông Mary Marsh, một cựu chiến binh Mỹ khác có 21 năm phục vụ tại Việt Nam, Kosovo và Iraq, nhấn mạnh rằng sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết xung đột không bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Thay vào đó, thương lượng, khiêm tốn và bớt ảo tưởng về sức mạnh của mình là điều nên làm nhất. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin liên quan đến cuộc sống của người dân Afghanistan. Ngoài vấn đề thực phẩm tăng cao, tiền mặt không dư giả do hệ thống ngân hàng đóng cửa, thì mới đây người dân Afghanistan đã tiếp tục bày tỏ sự thất vọng khi văn phòng hộ chiếu ở Kabul vẫn đóng cửa, gây gián đoạn cho nhu cầu cần xác nhận các loại giấy tờ của họ. Hình ảnh từ video do hãng tin Reuters đăng tải cho thấy nhiều người Afghanistan đang ở bên ngoài văn phòng hộ chiếu ở thủ đô Kabul. Họ tìm đến đây để làm hộ chiếu cũng như gia hạn các giấy tờ thông hành khác với mục tiêu tìm cách thoát khỏi đất nước. Thế nhưng nơi này vẫn bị đóng cửa kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan hôm 15 tháng 8. Không ai được phép vào bên trong phòng hộ chiếu. Lực lượng vũ trang đang canh gác nơi này. Taliban nói rằng khi nội các được thông báo, chúng tôi có thể đến và lấy hộ chiếu của mình.
Chúng tôi muốn chính phủ giải quyết vấn đề và cho phép văn phòng hộ chiếu và thẻ căn cước Afghanistan điện tử hoạt động. Mọi người đến từ các tỉnh và ở cả ngày lẫn đêm trong khách sạn để chờ đợi. Các vấn đề của họ cần phải được xem xét. Có thể thấy còn nhiều người Afghanistan vẫn đang tìm cách rời khỏi đất nước, nơi đang nằm dưới sự cai trị của Taliban. Không những bất ổn về an ninh mà còn hiện đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ nền kinh tế, khiến người dân bị đẩy vào tình cảnh thất nghiệp và nghèo đói. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 9, các gia đình của 140 binh sĩ của tiểu đoàn 4 bộ binh 31 đóng tại căn cứ quân sự Fort Drum ở ngoại ô của New York đã vui mừng chào đón những người thân yêu của họ về nhà sau 9 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan. Cô Gina Brown, vợ của thuyền trưởng Wasi Brown, rạng rỡ cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được đón anh ấy trở về nhà. Tôi biết con gái Sadie của chúng tôi rất nhớ bố. Tôi cũng biết anh ấy rất nhớ hai mẹ con tôi và cả thành viên mới là cậu con trai Quentin này nữa. Đơn vị của anh Brown có tên là Polar Bears, giữ nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các lực lượng ngược dòng hoặc phòng thủ sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul của Afghanistan. Hầu hết các binh sĩ của đơn vị này đã rời khỏi đất nước ngay sau đó." Tại Nga, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức trực tuyến vào tuần qua tại thành phố Vladivostok, miền đông của nước này, các học giả nước sở tại đã đánh giá cao nhận xét của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và cho biết rằng Nga cũng đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc và sẵn sàng tham gia tích cực vào vấn đề hợp tác khu vực. Phát biểu với tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG hôm thứ Sáu, ông Yuri Tavrovsky, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia của Ủy ban Hữu nghị Hòa bình và Phát triển Nga-Trung, cho biết Nga rất coi trọng việc phát triển quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nga hiện đang bận rộn giải quyết các vấn đề tắc nghẽn về đường sắt và cảng biển để mở rộng thương mại với Trung Quốc. Hợp tác giữa Trung Quốc và Nga không chỉ về kinh tế và thương mại mà còn ở cấp độ tư duy và chiến lược. Trước đó, nhà kinh tế Sergei Glazyev, người cũng từng là cố vấn cho Tổng thống Nga về hội nhập kinh tế khu vực từ năm 2012 đến năm 2019, cho biết ông đang nỗ lực làm cho Nga hướng về Trung Quốc và học hỏi kinh nghiệm quản lý từ cường quốc số 2 thế giới này. Phát biểu với CMG, ông Glazyev hoan nghênh Trung Quốc và các nước châu Á khác đã hình thành một hệ thống quản lý kinh tế và xã hội mới trong một thế giới đang chuyển đổi, đồng thời cho biết thêm Nga có kế hoạch tham gia tích cực vào hợp tác trong khu vực. Thưa quý vị, phát biểu trong một cuộc họp báo hàng tuần vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết giới chức ngoại giao Mỹ nên tới Viên, Áo với một chương trình nghị sự thiết thực nhằm tiếp tục các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận này. Ông nhấn mạnh rằng đây là cách duy nhất để có thể khôi phục JCPOA và cơ hội chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định mà thôi. Vừa qua, đặc phái viên Mỹ về Iran ông Robert Malley tuyên bố rằng Washington không thể cứ mãi chờ đợi để xem Iran quyết định có muốn khởi động lại đàm phán JCPOA hay không. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho rằng Mỹ chính là bên đã rút khỏi JCPOA, vi phạm nghị quyết và đe dọa trừng phạt những bên thực thi thỏa thuận này. Ông Khatibzadeh khẳng định Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian đã gửi đi những thông điệp rõ ràng về việc tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân, đồng thời nhắc lại rằng các cuộc đàm phán phải đảm bảo lợi ích của người dân Iran trong khuôn khổ JCPOA. Theo ông Khatibzadeh, vẫn còn có các cơ hội, nhưng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Ông bày tỏ hy vọng các quan chức Mỹ sẽ biết cách để thực hiện các cam kết theo JCPOA. Iran và 5 nước còn lại từng tuyên bố JCPOA gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức đã bắt đầu thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận này sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi vào tháng 5 2018. Sau 6 vòng đàm phán, các bên cho biết vẫn còn những khác biệt nghiêm trọng giữa Iran và Mỹ để khôi phục lại thỏa thuận. Thưa quý vị, hãng tin Yonhap mới đây đã dẫn lời của một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này, Mỹ và Nhật Bản đang điều chỉnh các chi tiết để tổ chức cuộc họp ba bên giữa các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên tại Tokyo vào tuần tới. Và theo quan chức này, thì cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 với sự tham gia của các đặc phái viên North Kyu-duk của Hàn Quốc, Sun Kim của Mỹ và Takehiro Funakoshi của Nhật Bản. Hiện ba quan chức này đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên trong bối cảnh có những dấu hiệu Bình Nhưỡng tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân sản xuất plutonium. Cuộc họp được cho là sẽ tập trung thảo luận về viện trợ nhân đạo và các biện pháp khác nhằm khuyến khích Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Ngoài ra, thì cuộc họp có thể sẽ đề cập đến báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về hoạt động của lò phản ứng hạt nhân công suất 5 MW của Triều Tiên.
Và cũng liên quan đến Triều Tiên, theo thông tấn xã Trung ương KCNA, mới đây thì Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Park Jong-jong cũng đã được bầu làm ủy viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Cầm quyền, đánh dấu sự trở lại chính trường sau khi ông bị giáng chức vào đầu năm nay vì có sai sót trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Ông Park Jong-jong đã bị giáng cấp từ nguyên soái xuống phó nguyên soái hồi tháng 5 sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra có thể đe dọa sự an toàn của người dân và đất nước trong các nỗ lực chống dịch trên toàn quốc. Ông cũng đã thay thế ông Ri Byung Choi, người cũng được cho là đã bị cách chức ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị vì thất bại trong các nỗ lực chống dịch. Tại Trung Quốc, mới đây khi trao đổi cùng với Reuters, thì chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng đã lên tiếng phủ nhận việc kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào tập đoàn gọi xe Didi Global Incorporations. Bản thân tập đoàn này cũng đã phủ nhận tin đồn này vào thứ Bảy tuần vừa qua. Các động thái này được đưa ra sau khi có tin đồn chính phủ Trung Quốc đang tìm cách quốc hữu hóa tập đoàn và yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào ứng dụng trên. Tập đoàn Didi từng IPO vào tháng 6 tại New York và gây chú ý vì được đầu tư bởi các tập đoàn như là SoftBank Group, Uber Technologies và Alibaba. Đi cùng với các động thái siết chặt việc kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn thì Trung Quốc cũng ban hành thêm nhiều quy định mới đối với thị trường game. Vừa qua thì Cục Xuất bản và Báo chí Quốc gia Trung Quốc NPPA thông báo quy định số giờ chơi game trực tuyến của trẻ em là 3 giờ mỗi tuần. Người chơi dưới 18 tuổi chỉ được phép chơi game trong khoảng 8 giờ tối đến 9 giờ tối các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Người chơi phải sử dụng chứng minh thư của mình khi đăng ký chơi để đảm bảo không gian lận. Và trong các kỳ nghỉ thì trẻ em sẽ được phép chơi trong thời gian dài hơn là 60 phút mỗi ngày. Theo quy định mới, tất cả các game trực tuyến phải liên kết với hệ thống chống nghiện game của nhà nước và các công ty không được cung cấp dịch vụ cho người dùng nếu họ không đăng ký tên thật. NPPA cho biết rằng tình trạng nghiện game đã ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của nhiều gia đình, khiến cho nhiều người đã bị suy giảm thị lực và gây ra chứng nghiện game trực tuyến, khiến cho nhiều bậc phụ huynh rơi vào tình cảnh khốn khổ. Lĩnh vực game của Trung Quốc đạt doanh thu là 20 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, với nhiều nền tảng game thu hút đông đảo khách hàng như là Tencent Holdings và NetEase. Cuộc đảo chính ở Myanmar vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo Reuters, mới đây, chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar NUG, hay còn gọi là chính phủ bóng tối, được thành lập bởi những người phản đối sự cai trị của quân đội nước này, đã kêu gọi một cuộc nổi dậy chống lại chính quyền. Theo đó, thì NUG cũng đã đề ra một chiến lược, trong đó kêu gọi các lực lượng dân quân và dân tộc có vũ trang nổi dậy, đồng thời thúc giục các quan chức đang làm việc cho chính quyền quân sự hãy nghỉ việc. Mới đây, ông Duwalashila, quyền chủ tịch của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar cho biết trong một bài phát biểu rằng chính phủ bóng tối được thành lập bởi những người phản đối sự cai trị của quân đội đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Quân đội Myanmar đã lật đổ chính quyền dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1 tháng 2, gây ra làn sóng phản đối của những người ủng hộ dân chủ và hàng trăm cái chết thương tâm do lực lượng an ninh cố gắng dập tắt các cuộc biểu tình. Một số người chống đối sự cai trị của quân đội đã thành lập các nhóm vũ trang dưới ngọn cờ của lực lượng phòng vệ nhân dân và liên minh với một số dân quân có quan điểm trái ngược với quân đội Myanmar. Tuyên bố rằng quân đội đang phát động một cuộc chiến phòng thủ, ông Duwalashila kêu gọi một cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của những kẻ khủng bố quân sự do ông Min Aung Hlaing lãnh đạo trên khắp mọi miền đất nước. Tháng trước, ông Min Aung Hlaing đã đảm nhận vai trò thủ tướng tạm thời và cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới vào năm 2023. Chính quyền quân sự coi NUG và lực lượng phòng vệ nhân dân là các nhóm khủng bố. Ngoài ra, ông Duwalashila cũng kêu gọi những nhân viên được chính quyền quân sự bổ nhiệm hãy lập tức nghỉ việc, đồng thời kêu gọi lực lượng an ninh tham gia cùng họ và cho các lực lượng dân tộc ở khu vực biên giới tấn công quân sự. Và cũng liên quan đến đảo chính, mới đây thì ông Sila Nabimosa, cố vấn kinh tế của Tổng thống Guinea Alpha Conde, cho biết trong một buổi phỏng vấn rằng quốc gia Tây Phi này nhìn chung vẫn hòa bình, người dân không quá hoảng loạn hay là bất an. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra một trận xung đột tiếp theo vẫn là chưa chắc chắn. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến, ông Sila Nabimosa, cố vấn kinh tế của Tổng thống Guinea Alpha Conde, cho biết mọi thứ đang dần phục hồi lại sau âm mưu đảo chính. Nhìn chung, chúng tôi có thể nói rằng ở Guinea vẫn đang hòa bình. Theo quan sát, tại hầu hết các khu vực trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Conakry, tôi vẫn thấy người dân ra ngoài thực hiện các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Chúng tôi đang bắt đầu lại và không có sự hoảng sợ nào ở đây cả, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì là chắc chắn. Trước đó, vào ngày Chủ nhật, tiếng súng lớn đã vang lên ở Kowloon, thuộc trung tâm thành phố Conakry, nơi có phủ tổng thống và một số cơ quan cấp bộ tọa lạc.
Ngay trong chiều hôm đó, Bộ Quốc phòng Guinea cho biết trong một thông cáo báo chí rằng lực lượng bảo vệ Tổng thống đã ngăn chặn mối đe dọa và đẩy lùi nhóm nổi dậy. Tuy nhiên sau đó trong ngày, Trung tá Mamadi Dambuya thông báo trên truyền hình quốc gia rằng lực lượng của ông đã bắt giữ Tổng thống Alpha Condé, đồng thời giải tán chính phủ và các tổ chức quốc gia. Trong thông báo này, Trung tá Dambuya còn thông báo đã đóng cửa biên giới quốc gia, đồng thời tuyên bố hiến pháp nước này không còn giá trị. Vừa qua, Hội đồng châu Âu đã ra tối hậu thư yêu cầu các hội đồng khu vực Ba Lan từ bỏ tuyên bố chống cộng đồng LGBT, nếu không thì sẽ cắt viện trợ. Đây là động thái đầy gay gắt tiếp theo mà EU đang tiến hành đối với Hungary và Ba Lan, trong bối cảnh các nước này có những vấn đề gây tranh cãi về quyền tự do báo chí và chống đối xử phân biệt người đồng tính. Nhiều người bảo thủ tôn giáo ở Ba Lan coi việc đấu tranh cho cộng đồng LGBT là một cuộc tấn công vào các giá trị truyền thống. Nhiều chính quyền địa phương tuyên bố không chấp nhận tư tưởng LGBT, tìm cách cấm những gì được cho là cổ suý, đồng tính, đặc biệt là trong trường học. Hiện phát ngôn viên của hai phía EU và Ba Lan vẫn chưa đưa ra bình luận. Có thể nói rằng việc dân số đang ngày càng già đi cùng với những ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho hệ thống an sinh xã hội trở thành một gánh nặng lớn dần đối với chính phủ Anh nói chung và Tổng thống Boris Johnson nói riêng. Theo truyền thông Anh, thì ông Johnson đang dự định tăng mức thuế bảo hiểm quốc gia mà hơn 25 triệu người dân nước này phải đóng để cứu vãn tình hình, bất chấp sự phản đối của các chính trị gia cùng đảng. Chính phủ Anh hôm thứ Ba ngày 7 tháng 9 đã công bố sự gia tăng đóng góp bảo hiểm quốc gia của những người đóng thuế trong nỗ lực tài trợ cho việc chăm sóc xã hội cho hàng triệu người đang cần ở nước này. Thủ tướng Boris Johnson đã công bố mức đóng góp bảo hiểm quốc gia NI tăng 1,25% bắt đầu từ tháng 4 năm tới. Trong một tuyên bố tại Hạ viện, ông Johnson nói rằng với mức thuế mới, chính phủ của ông sẽ đưa nhiều tiền hơn vào dịch vụ y tế quốc gia NHS và cũng sẽ giải quyết các vấn đề dài hạn của chăm sóc xã hội trong nước. Chính phủ dự kiến sẽ huy động được hơn 12 tỷ bảng Anh, tương đương 16,55 tỷ đô la Mỹ mỗi năm nhờ mức tăng mới được công bố. Thông báo này không phù hợp với tuyên ngôn bầu cử năm 2019 của đảng bảo thủ. Tuy nhiên, ông Johnson cho rằng việc cải cách này là cần thiết sau những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Và cũng tại Anh thì mới đây chính phủ nước này cũng đã thông báo tiếp tục gia hạn thời điểm thực thi thỏa thuận Bắc Ireland trong thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu EU hay còn gọi là Brexit nhằm điều chỉnh thương mại hậu Brexit với EU. Theo Reuters, chính phủ Anh dự kiến gửi văn bản thông báo về việc tiếp tục gia hạn thực thi nghị định thư Bắc Ireland tới Quốc hội Anh vào đầu tuần này để các cuộc đàm phán về tương lai của văn kiện có thể tiếp tục diễn ra trong vòng vài tháng nữa. Cả Anh và EU cho biết hai bên đang tìm cách tránh lặp lại căng thẳng vào đầu năm nay và cho phép thêm thời gian để đàm phán các giải pháp cho các vấn đề do nghị định thư Bắc Ireland gây ra. Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, ông David Frost, đã yêu cầu những thay đổi sâu rộng đối với nghị định thư mà ông đã cảnh báo là không bền vững ở hình thức hiện tại vì gánh nặng thủ tục mà các doanh nghiệp Anh đang phải đối mặt khi vận chuyển hàng hóa sang châu Âu. Theo các điều khoản của thỏa thuận, tất cả hàng hóa đi từ Vương quốc Anh đến Bắc Ireland phải tuân theo các quy tắc hải quan và quy định về sản phẩm của EU. Trước đó, Anh và EU đã hai lần gia hạn thời gian thực thi thỏa thuận. Ngày 6 tháng 9, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc WFP công bố một đoạn phim về khu vực miền Bắc Ethiopia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đoạn phim phản ánh cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở nước này sau khi Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng việc phong tỏa viện trợ trên thực tế đang khiến cho hàng triệu người đang trên bờ vực của nạn đói. Vừa qua, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP công bố một đoạn phim về khu vực miền Bắc Ethiopia, trong đó cho thấy hoạt động phân phát viện trợ lương thực khẩn cấp của WFP hôm 23 tháng 8 tại quận Askish ở Tây Bắc Tigray. Những bao tải ngũ cốc được chất lên lưng đặc đà và được đưa đến khu vực hẻo lánh, nơi viện trợ từ bên ngoài đã bị cắt đứt trong nhiều tháng giao tranh. Nguồn lương thực này là một trong những kho dự trữ cuối cùng còn lại ở Tigray, nơi thực phẩm hoặc viện trợ nhân đạo đã không được đưa vào từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Liên Hợp Quốc ước tính cần tới 100 xe tải chở đồ cứu trợ đến Tigray mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây. Ông Sajan Tate, một nhân viên của WFP hoạt động tại Ethiopia cho biết hiện tại họ không có chút thực phẩm nào để dự trữ hoặc phân phối. Theo WFP, giao tranh lan rộng tới các khu vực Afar và Amhara đã khiến ít nhất 300.000 người thiệt mạng và hơn 1,7 triệu người ở hai khu vực này cần viện trợ lương thực. Giao tranh tại Tigray nổ ra cách đây 10 tháng giữa quân đội Liên bang Ethiopia và các lực lượng trung thành với Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Quý vị thân mến, dự án trùng tu tháp đồng hồ Big Ben biểu tượng của nước Anh trong suốt 177 năm vừa qua đã đi đến giai đoạn hoàn thiện. Qua đó mà giờ đây thì người dân Anh có thể được chiêm ngưỡng diện mạo màu xanh phổ nguyên bản của tòa tháp nổi tiếng này. Còn được gọi là tháp Elizabeth, tháp Big Ben được tiến hành trùng tu vào năm 2017 do công ty xây dựng Sir Robert McAlpine Ltd đảm nhiệm. Và công việc trùng tu công trình được thực hiện cả bên trong và bên ngoài, cũng như là hệ thống tháp mái của tháp, cây thánh giá và bốn mặt của đồng hồ. Trong quá trình tu bổ thì các chuyên gia phát hiện rằng cây kim của đồng hồ có màu xanh phổ chứ không phải là màu đen. Theo nguồn tin này thì chi phí dành cho việc trùng tu lần này lên đến 111 triệu đô la Mỹ và sẽ được hoàn tất vào năm 2022, chậm hơn một năm so với dự kiến ban đầu. Tháp Big Ben cao hơn 96 mét và có bốn mặt đồng hồ lớn nhất nhì thế giới với đường kính 7 mét và cao 55 mét mỗi mặt. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã có những khoảnh khắc vui vẻ và thân thiện nhân kỷ niệm ngày lao động với các công nhân công đoàn ở thành phố Newcastle thuộc bang Delaware hôm 6 tháng 9 vừa qua. Theo truyền thông địa phương, thì ông Biden đến thăm những người lao động tại Hội Anh Em Công Nhân Điện Quốc tế, một liên đoàn lao động đại diện cho khoảng 775.000 công nhân và người nghỉ hưu trong ngành điện, và chiêu đãi họ món bánh mì kẹp từ Capriotis. Ngày lao động Mỹ được tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 9 mỗi năm. Đây là dịp lễ kỷ niệm phong trào lao động tại Mỹ cũng như là những đóng góp của đội ngũ công nhân đã vào công cuộc xây dựng đất nước này. Liên quan đến những tin tức Israel-Palestine, hình ảnh từ hãng tin Reuters đăng tải cho thấy người Palestine đã phân phát đồ tráng miệng cho những cư dân trên đường phố của Ramallah, một thành phố ở trung tâm bờ Tây, như một phần của buổi ăn mừng kỷ niệm 6 tù nhân Palestine trốn thoát khỏi nhà tù Israel một cách ngoạn mục, thông qua đường hầm được những người này đào dưới phòng giam của họ. Theo nguồn tin địa phương, đây được đánh giá là một trong những vụ vượt ngục tồi tệ nhất lịch sử Israel. Giới chức Israel cho biết, vụ việc xảy ra lúc rạng sáng hôm 6 tháng 9 tại nhà tù Gilboa, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt ở miền Bắc nước này. Sáu tù nhân trên bao gồm 5 đối tượng thuộc phong trào thánh chiến Hồi giáo và một người là cựu chỉ huy của nhóm Fatah. Hầu hết trong số họ đang thụ án chung thân. Hiện lực lượng an ninh Israel đang triển khai chiến dịch truy bắt những kẻ vượt ngục. Nếu người Palestine đang ăn mừng, thì các nhà chức trách Israel lại có vẻ rất căng thẳng. Trong động thái mới nhất, cơ quan chức năng Israel đã triển khai hơn 200 chốt chặn trên khắp đất nước như một phần của chiến dịch truy lùng gắt gao những kẻ vượt ngục khỏi nhà tù Gilboa ở miền Bắc Israel hôm 6 tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, giới chức Israel cũng ban hành lệnh cấm công khai thông tin liên quan đến các vụ điều tra về vụ việc này. Ông Eris Ziakov, chỉ huy an ninh phía Bắc Israel, tiết lộ những kẻ vượt ngục dường như đã mở một lỗ từ sàn nhà vệ sinh trong phòng giam của họ để xâm nhập vào hệ thống thoát nước của nhà tù và thoát ra bằng một đường hầm khác nối với con đường phía nam cơ sở này. Cơ quan an ninh Israel tin rằng 6 tù nhân sẽ tìm cách đào tẩu đến Jordan hoặc thành phố Jenin ở khu bờ Tây, đồng thời cho biết đang chuẩn bị chuyển các tội phạm nguy hiểm ở nhà tù Gilboa đến trại giam khác như một cách để phòng ngừa những vụ việc tương tự khác có thể xảy ra. Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Naftali Bennett cũng đã tổ chức một cuộc họp an ninh với sự tham gia của các quan chức hàng đầu, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Bộ trưởng Bộ Công an Omer Palev và Tham mưu trưởng Quân đội Avi Kochavi để thảo luận xem xét về hậu quả của vụ vượt ngục được coi là nghiêm trọng nhất lịch sử Israel. Nhà tù Gilboa miền Bắc Israel, cách ranh giới với bờ Tây bị chiếm đóng khoảng 4 km, là một trong những nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất ở Israel và là nơi giam giữ những người Palestine bị kết án hoặc nghi ngờ tham gia hoạt động chống Israel, bao gồm cả các vụ tấn công giết người. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.